Sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cùng đoàn liên ngành thành phố đi kiểm tra công tác phòng tránh bão số 13 tại một số khu vực trên địa bàn quận Liên Chiểu, huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh. Đến kiểm tra khu vực dân cư dọc tuyến đê kè Kim Liên, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao sự chủ động của địa phương trong việc ứng phó với bão số 13. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một vài nhà dân ở đây chưa được di dời. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu địa phương tiếp tục vận động hết người dân sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời tổ chức lực lượng chằng chống, hỗ trợ người dân bảo vệ nhà cửa. Phó Bí thư Lương Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét việc tái định cư các hộ còn lại trong khu vực, không để người dân định cư lâu dài khu vực này. Cũng tại phường Hòa Hiệp Bắc, đoàn đã đi kiểm tra tình hình tránh trú bão của bà con tại khu tránh trú tập trung, nhà văn hóa biển Kim Liên. Tại đây có khoảng 200 nhân khẩu đến tránh bão, trong đó nhiều hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Ngay từ khi có thông tin về bão số 13, chính quyền địa phương đã chủ động gia cố lại nhà văn hóa, chuẩn bị các phương án và nhu yếu phẩm đầy đủ để bà con yên tâm trú bão. Khi mà trong phường họ nuôi di dời dân á, là chỉ phải là lo là chấp hành đi trước. Nói chung là dân đây họ nghe rất là họ chấp hành, họ đi hết. Thực hiện công điện số 10 của Ủy ban Nhân dân thành phố, các địa phương từ sáng sớm đã chủ động triển khai các giải pháp, huy động tổng lực ứng phó với bão số 13. Đến nay về cơ bản đã ổn định, các lực lượng đã sẵn sàng ứng phó với bão. Về cơ bản thì các chính quyền cơ sở từ quận huyện đến phường xã đã thực hiện tốt các chỉ đạo của trung ương, của thành phố. Và hiện nay thì chúng tôi đang đi kiểm tra đôn đốc. Vì cái sáng nay thì các thông tin từ cơ quan khí tượng thủy văn trung ương thì tình hình cũng như cấp độ của bão nó sẽ ở mức độ khốc liệt và sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng hơn. Do vậy mà thành phố, các đồng chí lãnh đạo thành phố, từ các đồng chí bí thư thành ủy, phó bí thư thường trực thành ủy, các đồng chí chủ tịch, rồi phó chủ tịch thường trực đã có chỉ đạo trực tiếp cho các đồng chí lãnh đạo các quận huyện để mà tiếp tục tăng cường các biện pháp di dân, rồi các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Đến kiểm tra tình hình khu tránh trú tập trung tại Lạng Vân, phường Hòa Hiệp Nam, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu địa phương và các ngành chức năng phải đảm bảo tối đa an toàn cho người dân, cũng như các điều kiện sinh hoạt, không để người dân thiếu thốn trong bão, gửi lời hỏi thăm đến bà con, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý. Chính quyền địa phương ở đây cũng sẽ có trách nhiệm là hỗ trợ bà con cái chuyện sinh hoạt trong cái ngày chống bão ở đây. Bà con cố gắng giữ gìn an toàn, lấy gió bão quá cũng đừng có tiếc chi nhà rồi chạy về rồi lại nguy hiểm ra. Ở chỗ đây, chỗ phường đề nghị các đồng chí là quan tâm đến đây là hỗ trợ cái sinh hoạt, cái ăn uống của bà con. Chắc là cũng phải tới 17 giờ chiều mai rồi mới đỡ gió được. Mà dự báo là cũng có thể là mạnh hơn cái trận vừa rồi. Cho nên rất là nguy hiểm, nhất là bão này nó đi ven biển, nên cái vùng ven biển này rất là nguy hiểm. Tại Hòa Vang, đoàn đã đi kiểm tra khu tránh trú tập trung tại trường tiểu học Hòa Liên và trường mầm non Hòa Phú. Đây là những công trình tránh bão kiên cố được gia cố, chằng chống kỹ càng để chống đỡ với bão số 13. Hiện có hàng trăm hộ đã di dời đến đây và chính quyền địa phương đang tiếp tục vận động bà con sơ tán, nhất là tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Với cái mức nguy hiểm của bão này thì chỗ địa phương thôn thì kiến nghị lên cấp trên phải làm mạnh tay để răn đe cho những người khác phải thực hiện đúng cái chủ trương của đảng và nước bảo vệ tính mạng của nhân dân. Đầu giờ chiều nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đã đi kiểm tra tình hình một số hộ dân tại tổ 25 phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ. Khu vực này nằm dưới vùng đồi của Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố, có nguy cơ sạt lở cao. Phó Bí thư Thành ủy đề nghị địa phương dựng kè chống sạt lở, di dời toàn bộ dân trong khu vực này, đồng thời quy hoạch lại khu vực này phù hợp hơn, không thể để núi đồi đất đá gần khu vực dân cư.